Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng năm sau anh em quay trở lại của MNG trong series bình luận PK lên server. Và đây là MNG đến từ server Taiwan. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ Classic cơ bản kế thừa của server Taiwan anh em nhé. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình hãy like và subscribe kênh đường với YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em, luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MNG với cả hai kênh đường với mình và đường với YouTube anh em nhé. Còn bây giờ thì chia thôi. Gối đề chả có Mari Benny 203 leo dị và nét ở đây gì? Ừ, đang đánh xe ở Taiwan mấy anh em. Cơ ru gồ ăn đéo mà giờ vác hai con đả ở sau thì nghe chết khiếp anh em. Ôi an toàn là bạn, tai nạn nó là kẻ thù anh em ạ. Ôi và nét đấm chất thế nhỉ. Và nét đấm chất đấy. Trước đấy Google Root Go. Dám đấm à? Tôi đấm hết. Chúng tôi đấm hết. Chúng tôi không dám đấm á, đấm hết ngán gì con nào đâu anh em, tấm này ngán gì con nào đâu. Có ra đéo đến đây hơi bị buồn ngủ ấy nhở, dã man thật. Muốn nhử em nào, nhử nào được bạn, nhà này bạn nhử nào được mà đòi nhử. Hóa ra đối thủ buông tay anh em ạ. Hóa ra là đối thủ buông tay rồi. Đối thủ buông tay lặng im mà đừng chết em nhỉ. Nó phải nổ trí cho mày ra. Đấy, không nổ trí không chết là còn init rồi nhỉ. Được không? Quả đấy không nổ trí là không giết là còn init rồi anh em. Phải nổ trí thì mới có cơ hội xử con init trong gì đó. Cùng đến cái đấu tiếp theo này. Lương của server 13 Unit Kionet Miku và Mai. Mai cứ ấy nhỉ. Cứ ấy, cái này ngon hơn đấy chứ. Mai nhỉ. Ai à, cứ yêu đi, đi yêu đi thì hỏng rồi.
video đi học rồi. Cơ hội là con số 0 cho mình đó. Hút máu lượng chết thì đừng nói là mẹ. Init nó bị lửa đâu anh em nhỉ? Có thì nó vẫn còn còn init tí đằng sau giải hiệu ứng đó đấy. Khoai quá. Bốc họ luôn anh em. Không thể làm gì khác anh em ạ. Bất lực trước số phận. Nhìn Mizu bớt thì xong nhìn Ioli là biết là hỏng rồi. Khắc hệ rồi. Mizuchi của xe 127. Vài Volit Norizi Vanet đi. Amlet à. Gần chết luôn anh em ạ. Đâm ra mình thành ra hơi nhỉ. Không biết là thằng kêu cũng dở hơi thật. Ấy mà giết thằng kêu nha anh em, nó không hối hận. Mét khoa này.
Không hối hận nhịp trước thì lại hối hận nhịp sau. Quản thế gì xì sống sao nổi. Hối hận nhịp trước thì hối hận nhịp sau nhau. Sống được à? Sống trong mẹ phải thoi thóp bây giờ. Sống trong thoi thóp. Đốt thử cũng chết thì. Đốt thử cũng chết thì đừng nói là. À, này còn bẩn lốc chứ vậy. Chịu rồi, đã phải có nộ rồi. Đéo lên nộ cho cày nha. Rồi, xin vĩnh biệt cụ. Đến đây thì cụ ra đi chân lạnh toát rồi. Không làm gì được nữa. Không làm gì được nữa. Chất 14 này là có ăn à, unit có tính chất 15 anh em. Lonet Mayli Mari Hotaru Mari Vanet Mayli. Thế này bây giờ Mayli biến được hình các bạn. Đúng không các bạn? Thế thì Mayli bao giờ biến được hình. Ôi dồi ôi, chí đã hỏng rồi. Khá khẽ quá. Chí đã thì khá khẽ quá. Thật hệ quá. Thả quả muốn khóc mẹ luôn. Trời ơi, gì nữa đây. Thả quả muốn khóc rồi anh em. Mày quả đã muốn khóc rồi. Không có cơ hội luôn này nhở. Chết ơi là chết. Cháu chơi game vậy. Cháu chơi game vậy chết. Chết
Thôi Mali cả này bom rồi, hết cứu rồi anh em. Mali thả nước vào này chết, không cứu được. Showtime. Không có ai cứu được nữa rồi. May vừa đủ giết đó kìa. Tên liệt thế chứ lại hết hơi. Showtime. Có hồi sinh à? Chả giải quyết vấn đề gì các bạn, hồi sinh từ. Hồi sinh thì cũng chả giải quyết vấn đề gì nữa rồi, cũng đã quá muộn màng, quá muộn màng rồi. Và clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Đi ngủ nhau, buồn ngủ quá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhé. See you in back. Thank you.